Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz. Hôm nay cộng đồng mạng đang sôi sục video của ca sĩ Ngọc Sơn có những hành động rất là nhân văn, làm cho cộng đồng mạng quan tâm và hết lời khen ngợi. Hành động của anh như thế nào mà cộng đồng mạng đang ngưỡng mộ về những cái gần gũi cũng như là cách đối xử tình người. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Bỗng một ngày, anh ca sĩ Ngọc Sơn đang lái xe đi diễn thì anh dừng lại bên sân khấu bên lề đường, có những hành động nhân văn với người khiếm thị. Hành động này đầy ý nghĩa của ca sĩ Ngọc Sơn khiến ai nấy vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây trên trang xã hội cũng như YouTube và đồng thời TikTok cũng lan truyền một cái đoạn video về danh ca Ngọc Sơn. Cụ thể khi anh đang lái xe thì tình cờ gặp người khiếm thị đang hát trên sân khấu nhỏ dựng bên lề đường. Lập tức nam danh ca đã nhanh chóng tìm hướng tấp vào lề rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh người khiếm thị. Nhưng anh ở đây là không phân biệt. Anh vỗ vai, làm quen chàng trai và động viên: "Anh ba Ngọc Sơn nè, nãy giờ nghe hát mấy bài rồi, bài trước là bài Tình Dại Khờ phải không? Hay lắm nha." Tiếp đó là anh đã cùng người khiếm thị song ca một số bài đình đám mà chính một thời của anh đã trình diễn những cái bài hát này. Ngay lập tức màn kết hợp ngẫu hứng đầy xúc động đã thu hút của những người đi đường. Danh ca Ngọc Sơn cũng vẫy tay thân thiện chào khán giả khi thấy mọi người nhìn mình. Thật sự rất là ngạc nhiên và vô cùng tình cờ những người đi đường họ cũng dừng chân lại xem Ngọc Sơn ca với một anh chàng khiếm thị. Vì có việc riêng nên anh ca sĩ Ngọc Sơn phải xin phép rời đi sau khi hát cùng với chàng trai khiếm thị. Nam danh ca còn gửi tiền ủng hộ thêm cho chương trình ca nhạc nhân đạo rồi tạm biệt chàng trai này. Ngọc Sơn phải lái xe đi làm cho nên là anh phải ra về. Đi ngang nghe hát mấy bài của mình là Ngọc Sơn thương không cầm nổi xúc động. Anh Ngọc Sơn chia sẻ như thế. Nhiều người dân cư mạng có những cái bình luận ủng hộ tấm lòng của chú Sơn. Karaoke kẹo kéo hay quá trời, con chúc chú Sơn luôn mạnh khỏe vui vẻ. Chú Ngọc Sơn quá gần gũi, chú Ngọc Sơn rất là tôn trọng, yêu anh Ngọc Sơn quá, vân vân. Em thích nghe anh ba hát bài Tình Mẹ và bài Tình Cha nữa. Anh ba mãi đỉnh, tâm đức của anh luôn cho những người khó khăn theo mỗi ngày. Những hành động tốt đẹp của anh Ngọc Sơn làm cho cộng đồng mạng hết sức là ngưỡng mộ. Hành động tử tế của anh khiến nhiều người hâm mộ và trân trọng. Trong suốt 30 năm làm nghệ thuật, ông vua nhạc xến luôn làm sôi nổi trong các hoạt động từ thiện. Anh cũng rất chọn lọc khi nhận lời tham gia các chương trình hoặc là những show mà đề cao tính nhân văn. Nói chung là anh Ngọc Sơn có chọn lọc. Khi chia sẻ về danh ca Ngọc Sơn, từ trước tới giờ rất là nhiều người hâm mộ. Cộng đồng mạng trong và cũng như là ngoài nước đều biết đến tên tuổi anh. Được biết anh Ngọc Sơn sinh năm ngày 26 tháng 11 năm 1970, là một ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam. Anh Sơn được biết tới các danh xưng như là Hoàng tử nhạc xến, Ông Hoàng nhạc xến, Michael Ngọc Sơn. Anh nổi tiếng hơn từ những ca khúc như Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha, Lòng Mẹ, vân vân. Anh Ngọc Sơn sinh ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng, nhưng quê quán ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Cha là Phạm Ngọc Thanh, cựu hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam thời kỳ kháng chiến, đồng thời là trưởng đoàn văn công quân khu 5. Anh Ngọc Sơn sống cùng gia đình có 4 anh chị em. Vào năm 1975, anh Ngọc Sơn theo bà vào Đà Nẵng. Đến năm 1977, anh vào Bạc Liêu sinh sống. Mãi đến năm 1987, anh Ngọc Sơn lên Sài Gòn học trường nghệ thuật sân khấu. Khoảng 2 năm sau đó thì anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào con đường sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp và trở thành hiện tượng thu hút lòng dân bằng những sáng tác như là Lòng Mẹ, Giận Hờn, Nhớ Về Em. Tại buổi liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc năm 1989 tại Nha Trang, với nhiều ca sĩ nổi tiếng cùng tham gia, anh Ngọc Sơn đã trở thành hiện tượng lớn nhất của kỳ liên hoan này. Anh tham gia với tư cách là đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải với bài hát Thuyền và Biển. Anh gây sửng sốt cho ban giám khảo, khán giả và đồng nghiệp. Ngoài danh hiệu ngôi sao nhạc nhẹ, anh Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng ca sĩ được khán giả yêu thích nhất. Từ đây anh được ca hát băng săn đón và các bài hát được sáng tác từ lúc khi mới đi hát. Những thập niên 87, 88 được anh giới thiệu và nhanh chóng trở thành những bài thu hút trong cộng đồng mạng. Năm 1990, từ chương trình Gala 90 với bài hát Lòng Mẹ do chính anh Ngọc Sơn sáng tác, anh trở thành cái tên số 1 với khán giả miền Bắc. Năm 1991, tại cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc, anh Ngọc Sơn giành giải nhì. Hàng loạt giải thưởng danh giá cùng những thành công liên tiếp trên sân khấu biểu diễn và băng đĩa nhạc của Ngọc Sơn trụ vững chắc ở vị trí ca sĩ ăn khách nhất Việt Nam trong những năm đó. Cho đến nay, các hãng đĩa vẫn nhắc đến tên Ngọc Sơn như một trong những ca sĩ có lượng băng đĩa bán nhiều nhất. Ngày 6 tháng 9 năm 2014, anh ca sĩ Ngọc Sơn tổ chức buổi trình diễn Dấu ấn 13 đã được đông đảo người hâm mộ ủng hộ và được tường thuật trực tiếp trên sóng đài truyền hình Việt Nam kênh VTV9. Anh Ngọc Sơn là ca sĩ được thính giả chuộng dân ca yêu thích nhưng rồi bị ảnh hưởng bởi những tai tiếng. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi trong cuộc sống thì cũng không thể nào làm hết vừa lòng người. Mặc dù là anh ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng và nhiều người yêu mến, tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có vấp phải những cái ý kiến trái chiều, mà có những người thích, có những người không thích. Trong cuộc sống thì không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Có những lời bình luận khiếm nhã như sau: dám ngạo mạn đúc tượng cho mình à? Người sẽ nhận được cay đắng cho sở thích thần tượng của mình. Tự xưng mình là giáo sư âm nhạc, thấy là không thích. Một thời ca sĩ lãng mạn, tiểu sử Ngọc Sơn sao không thấy nhắc tới scandal đầy đủ vậy? Và có một số khán giả thì phản biện lại: sao bạn thích nói những lời như vậy, bạn hay ho gì mà nói người ta. Tuy nhiên trong cộng đồng mạng thì cũng có những cái phản ứng trái chiều, có những người thích, có những người lại không thích mình. Làm ca sĩ ví như là làm dâu trong họ thì không thể nào hết chiều lòng hết tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì luôn có những người yêu thương, mến mộ, đó là một cái động lực để cho họ tiếp bước theo sự nghiệp của mình. Tuy nhiên là ca sĩ, là người của công chúng thì luôn giữ mãi hình ảnh. Dù cho mình làm có 1000 điều thiện nhưng một vài điều mình cảm thấy là tạo một cái scandal nào đó thì trong lòng khán giả lại nhớ lâu hơn, nhớ những cái điều mà mình đã làm không có tốt. Còn những điều mình làm tốt thì có lẽ là cái điều mà người ta nhắc nhiều tới là việc xấu của mình mà thôi. Thì trong ca sĩ cũng như là tất cả những người doanh nghiệp, cũng như là trong cuộc sống đời thường chúng ta cũng như vậy, thì luôn luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng cũng như là trước khán giả. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cập nhật về tình hình showbiz. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.